Hello xin chào quý vị nhà đầu tư rất vui được gặp anh chị em trong buổi review thị trường chứng khoán buổi tối ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Finanshock.vn mình là Đạt. trong ngày hôm nay chúng ta có một phiên giao dịch tương đối nhiều kỳ vọng nhưng có phần tương đối thất vọng. đối với VN Index chúng ta đóng cửa sát mức giá tham chiếu, đối với VN30 mở cửa và đóng cửa chưa chạm đến mức tham chiếu nhưng hoàn toàn đi ngang trong phiên. Và cái sự dẫn dắt của thị trường trong sáng ngày hôm nay thì chủ yếu đó là đến từ nhóm ngân hàng và đối đối với đà tăng được duy trì sang phiên chiều thì chủ yếu là nhóm chứng khoán trong khi đó thì đối với nhóm ngân hàng mình nhìn thấy được rằng là có được sự phân hóa tương đối rõ mặc dù rằng VPBank, STB duy trì đà tăng trong khi đó thì Techcombank, mình có MBB, Vietcombank đều có đà đều đều có được cái sự giao dịch trong phiên tương đối là đáng thất vọng với cái sự uh, dẫn dắt có phần thiếu nhiệt huyết của nhóm ngân hàng trong phiên ngày hôm nay thì có lẽ đâu đó nhà đầu tư chúng ta vẫn còn được cái sự nghi ngờ và đặc biệt là khi chỉ số VN-Index cũng như là chỉ số VN30 Index đang tiệm cận trở lại những khu vực cản rất là mạnh. À, có lẽ đến ngày mai chúng ta cũng không phải có lẽ mà chắc chắn ngày mai chúng ta cũng đã là phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 rồi. À, thì trong ngày hôm nay trong cái buổi livestream của ngày hôm nay thì mình sẽ điểm lại à, những cái vấn đề mà chúng ta được à, kỳ vọng cho năm 2022. Uh, những cái sự mà có thể gây ra được cái sự đột phá cho năm sau uh, Về cái sự đột phá thì uh, có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào uh, Nhận định được 100% Chúng ta chưa thể list được Chưa chưa thể liệt kê toàn toàn bộ tất cả những thứ Có thể gây được đột phá trong năm sau uh, Tại vì đột phá thì có nghĩa là phải gây được bất ngờ uh, Mà nếu mình list ra được rồi Thì có lẽ chả gây bất ngờ được nữa Nó cũng giống như kiểu cái trạng thái gọi là trạng thái thiên nga đen Trong khi đó thì uh, nếu thị trường chúng ta chưa uh, Có được cái sự phản ứng bởi những uh, thông tin À, thì nếu như thị trường chưa có những cái sự chiết khấu của thông tin vào trong giá thì những sự phản ứng vào thông tin bao giờ nó sẽ có sự khốc liệt hơn rất là nhiều. Thì nói chung ý mình muốn nói tại đây đó là chúng ta sẽ liệt kê một vài điểm có khả năng sẽ gây ra sự đột phá cho năm 2022. À, ngoài ra có cả nâng hạng nữa. À, và cuối cùng đó là những rủi ro, rủi ro trong trong chính sách, rủi ro về thông tin dịch bệnh, rủi ro phong tỏa, rủi uh, ro về lạm phát, rủi ro về dòng tiền khối ngoại, vân vân thì đó sẽ là những cái điểm mà chúng ta có thể xem xét trong uh, trong ngày hôm nay. Uh, từ những kỳ vọng, từ những đột phá đó, mình sẽ xem xét đến cổ phiếu, đến nhóm ngành, vân vân. Thế thì uh, đầu tiên đó là diễn biến trong phiên trước. Uh, thì bắt nguồn từ phiên của ngày kia, chúng ta có thông tin liên quan đến omicron tại Việt Nam thì điều đó có lẽ cũng là sớm muộn thôi. Thực sự thì uh, với chủng omicron uh, đã gần như chiếm áp đảo về cái tỷ lệ lây nhiễm của delta và cùng với đó thì số ca nhiễm mới tại Mỹ chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy rằng là Omicron mặc dù mới chỉ xuất hiện vào và mới bắt đầu lây nhiễm trong vòng một tháng trở lại đây nhưng nó đã là trục chủng dịch bệnh chiếm đại đa số tại tại Mỹ rồi và vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta có lẽ Việt Nam bị lây nhiễm Omicron thì mình cho rằng là cũng sớm muộn thôi việc mà chúng ta sẽ cố gắng kiềm chế trong việc là nhập cảnh nhưng thực sự với cái sức mạnh với cái khả năng lây nhiễm của Omicron thì có lẽ chúng ta sớm muộn thôi và điều này có lẽ cũng theo quan điểm của mình thôi và cũng như là theo quan điểm của anh Châu ngày hôm qua cũng phân tích tương đối rõ liên quan đến vấn đề về, về mặt dịch bệnh thì Việt Nam chúng ta sẽ không có chính sách về zero case như là Trung Quốc Ở Trung Quốc có những ca nhiễm mới tại Tây An có những ca nhiễm mới tại Tây An và việc mà họ mà họ liên tiếp đưa ra những biện pháp cực kỳ gay gắt trong việc là kiểm chế dịch bệnh thì có lẽ chúng ta cũng đã bắt đầu nhận ra được những sự phân hóa của chính sách đối phó dịch bệnh của Việt Nam đối với Trung Quốc trước đây chúng ta copy tương đối nhiều Trung Quốc nhưng đến thời gian gần đây bắt đầu có tình trạng đó là ở Việt Nam bắt đầu thả lỏng ra bắt đầu có tình trạng đó là bình thường mới và số ca nhiễm của Việt Nam cũng đã vượt lên, lên trên cái khu vực đỉnh cũ rồi thực ra là vượt đỉnh vượt đỉnh nhưng có lẽ chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng thứ nhất đấy là cái tỷ lệ tử vong của Việt Nam thì giảm đi so với trước cũng có nhiều lý do có thể là do mà chúng ta cũng đã được một phần về miễn dịch cộng đồng Thì chúng ta cũng đã có tỷ lệ uh, tiêm vaccine ở mức rất là cao tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam đã ở mức đó là 63% và uh, chúng ta đang ở top uh, gần như top đầu của Đông Nam Á và cũng là ở một trong những quốc gia có được cái tốc độ tiêm chủng và uh, có thể coi như là nhanh nhất trên, trên thế giới. Uh, thế nhưng sau thông tin của Omicron thì có lẽ thị trường Việt Nam chúng ta cũng đã có những uh, có những phản ứng tương đối là nhẹ nhàng rồi cái việc mà À, thứ nhất đó là ca nhiễm đó thì được cách ly ngay lập tức và không phải là ca nhiễm cộng đồng. Cùng với đó thì những triệu chứng của chủng Omicron này không quá đáng sợ như là Delta do đó những sự ảnh hưởng đối với thị trường Việt Nam mình chủ yếu chỉ dừng lại ở mức đó là khiến cho tâm lý nhà đầu tư của chúng ta có phần tương đối là thận trọng thôi. ngày hôm qua thì đúng là chúng ta thận trọng thật. Với cái sự thận trọng thì không chỉ xuất phát bởi dịch bệnh mà chúng ta thấy rằng đó là chỉ số VN còn chạm được đến ngưỡng đó là ngưỡng 1.500 điểm. À, sau đó thì cái sự thận trọng liên quan đến dòng tiền ký quỹ thì đến ngày hôm nay bắt đầu một vài công ty chứng khoán cũng đã mở lại dòng tiền ký quỹ rồi à, nhưng đến ngày mai lại mở tiếp ngày kia lại mở tiếp nhưng xin lỗi không phải ngày kia nhưng có thể năm sau sẽ bắt đầu mở tiếp nữa à, nhưng ngày hôm nay mở chúng ta thấy rằng là cũng thị trường cũng không phải là phản ứng quá là tích cực đâu mình nhìn thấy được rằng là có phần tương đối đáng thất vọng à, nhưng không sao chúng ta sẽ chờ đợi phiên dịch của ngày mai Cuối cùng là sự thận trọng này còn được thể hiện ở cái mức độ đó là cái thanh khoản thị trường đang suy giảm rất là nhanh chóng. Trong 3 phiên gần nhất chúng ta thấy rằng là ba cây nến đỏ với thanh khoản đang giảm dần. Ngày hôm nay chỉ có được cái khối lượng giao dịch trong phiên đạt được ngưỡng đó là 700 triệu đơn vị. Thế thì sáng hôm nay chúng ta mở gấp, sáng ngày hôm nay chúng ta mở gấp mở VN30, mở VN-Index với những thông tin về uh, thực sự thì thông tin hỗ trợ thì không có, chủ yếu là nhà đầu tư chúng ta uh, có được một cái tâm lý đầu cơ rằng À, sau khi mà các công ty chứng khoán mở margin ra thì dòng tiền sẽ bắt đầu hưng phấn và bắt đầu đua trở lại nhưng mở thì mở mở cũng không nhiều đâu. Á. Mở không nhiều ngày hôm nay thì mở không nhiều đâu và uh, nhưng nó cũng đã đủ để khiến cho cái tâm lý của nhà đầu tư chúng ta cải thiện rất là rõ. Hoặc tối thiểu tại đây là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư chúng ta cải thiện rõ khi mà mình nhìn thấy tại vn 30 m 1 uh, m Đây là hợp đồng tháng 1 sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm sau thì uh, cái mức spread đã đẩy được sang đến mức đó là dương 6 điểm dương 6 điểm và gần như trong thời gian gần đây thì đây là mức spread gần như không có tiền lệ à, bởi thị trường Việt Nam thực ra chúng ta vẫn chưa đạt được trạng thái hưng phấn đối với VN Index, đối với VN30 thực ra vẫn đang trong một kênh đúng không ạ? À, sau 3 phiên của ngày hôm nay thì VN Index chúng ta vẫn nằm phía dưới vùng cản Vẫn nằm phía dưới vùng cản và rõ ràng vẫn đang tích lũy, tương tự như vậy đấy là cái tình trạng của VN30 Index. À, VN30 chúng ta thậm chí còn đang nằm phía dưới đường trung bình 50 ngày, vẫn đang tiệm cận và vẫn đang lò dò xung quanh đường trung bình 20 ngày thì sự hưng phấn này rõ ràng xuất phát tại đây đó là xuất phát từ tâm lý của thị trường của của dòng tiền của sự kỳ vọng của dòng tiền margin à, chứ không phải là cái sự hưng phấn của thị trường không không phải là sự hưng phấn của giá à, thế thì sau phiên dịch của ngày hôm nay của ngày hôm qua của ngày hôm kia thì cái bức tranh hiện tại về mặt kỹ thuật của thị trường nó là như thế nào thì sau khi mà chúng ta uh, kỳ vọng kỳ vọng thì mình cho rằng là chúng ta sẽ kết thúc uh, năm 2021 ở trong một trạng thái tích cực thôi. ở với VN-Index thì vẫn đang trong một kênh giá, kênh tăng giá này thì không không chỉ xuất phát từ 2021 mà chúng ta xuất phát kể từ 2020. Cái trendline thì hoàn toàn được bảo toàn cái đường trung bình, hoàn toàn được bảo toàn. Trong ngắn hạn chúng ta cũng kênh tăng uh, trong uh, mẫu hình siêu ngắn hạn là từ đầu 20 từ đầu tháng 12 trở lại đây thì chúng ta thấy rằng là đáy sau thì cũng cao hơn đáy trước vân vân. Uh, rồi là ngưỡng hỗ trợ hiện tại thì đấy là vùng 1480 1470 đường trung bình 20 ngày nền giá cũ thì vẫn đang được bảo toàn ở xung quanh những cái vùng những cái sự phản ứng xung quanh vùng 1500 điểm này và cuối cùng đó là đối với những cái vùng cản mang tính kỹ thuật những vùng cản mang tính tâm lý thì rõ ràng tại đây vẫn chỉ là những vùng cản có thể coi là ngắn hạn cái sự cản trở mang tính ngắn hạn của thị trường thôi chứ không phải là những khu vực để nhà đầu tư chúng ta cứ phải căn cứ vào đó mình sẽ bán ra Rốt cuộc, đó là những vùng kháng cự và những vùng hỗ trợ theo quan điểm của mình thì nó vẫn chỉ là những khu vực để nhà đầu tư chúng ta quan sát phản ứng. Từ những phản ứng tại đó thì chúng ta mới đưa ra những quyết định mang tính mua và bán. Nhiều hơn là việc là chúng ta cứ phải chốt lời chủ động xung quanh những ngưỡng kháng cự. Đó, thế thì đó là liên quan đến chiến lược. Nói chung kỳ vọng rằng về mặt kỹ thuật trong năm nay ở thị trường Việt Nam chúng ta sẽ đóng cửa một tích cực thôi, sẽ còn những thông tin khác ví dụ như là trong ngày mai chúng ta sẽ chốt NAV. Thông thường mọi năm thì sẽ có hai phương án. Một là các quỹ họ sẽ kéo cổ phiếu ở trong trong rổ cổ phiếu nắm giữ để tăng performance. Hoặc đơn giản có cách thứ hai đó là đề chỉ số. Ví dụ những năm mà tệ quá rồi mà khó mà kéo được cổ phiếu thì họ đề thẳng index xuống phía dưới và show ra rằng là à, quỹ tôi năm nay tuy rằng có 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 được hiệu suất đầu tư không cao nhưng vẫn cao hơn vndex chẳng hạn thì đó là một vài phương pháp trong trong những phiên cuối năm nói chung cái sự biến động trong phiên cuối năm là uh, điều có thể được kỳ vọng tuy nhiên trong năm nay thì mình kỳ vọng rằng có thể là biến động tối thiểu là tích cực hoặc tối thiểu hoặc hoặc ít nhất lại đây là đó là uh, tối thiểu là nằm trong nền hoặc uh, thậm chí là tốt hơn thì có thể là uh, trong một chiều hướng tích cực theo dạng sốt NAV. tuy nhiên toàn bộ tất cả những yếu tố trên thì nó chỉ mang tính ngắn hạn uh, đối với cái sự cải thiện về mặt dòng tiền à, trong thời gian đây cái sự chuyển dịch của dòng tiền trung hạn thì chúng ta có sự quan sát tại đây đó là đối với dòng tiền thì đang có sự cải thiện ở xung quanh nhóm vn30 index à, với cái đà lan tỏa đấy là cái số lượng cổ phiếu nằm phía trên trung bình 20 ngày khi mà mình đo ra ấy, thì uh, chúng ta thấy rằng đó là cái số lượng cổ phiếu trên nhóm blue chips có sự phục hồi rất là nhanh à, dù rằng vn30 index thì vẫn đang chỗ đó vẫn còn cách rất là xa khu vực đỉnh nhưng cái sự hồi phục cái dòng tiền mà tham gia thời gian gần đây thì có xu hướng là bắt đáy ở những cổ phiếu vốn hóa lớn và có giá trị khấu sâu và khiến cho các cổ phiếu như là nhóm ngân hàng và một vài nhóm khác nhẹ hơn không thép thì không phải nhưng một số nhóm như nhóm ngân hàng hay thậm chí là các blue chips thuộc nhóm chứng khoán thì có sự hồi phục nhanh chóng hơn rất là nhiều so với cái mặt bằng chung của mid cap và small cap thì anh chị nếu chúng ta nắm giữ những cổ phiếu thuộc mid cap và small cap thì chúng ta có thể cảm nhận cảm nhận được cái điều này à, thì đối với cái tài khoản của mình thì mình thấy rằng đó là các cổ phiếu mid cap và small cap thời gian gần đây thì 50 50 ấy. cổ phiếu thì giảm có phiếu, có cổ phiếu thì tăng cái sự phân hóa thì có những cổ phiếu vẫn nếu đã trần rồi thậm chí trần liên tiếp có những cổ phiếu đã chỉnh thậm chí đã chỉnh xuống dưới em 50 phiên à, 50 ngày rồi mà thậm chí còn không có cầu à, thì đó là cái sự phân hóa tại mid cap và đấy là cái sự dịch chuyển uh, của cái dòng tiền do đó trong thời gian tới thì mình vẫn kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ giao dịch ở xung quanh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều hơn là À, việc là nhà đầu tư chúng ta sẽ tập trung hay là tăng tỷ trọng xung quanh mid cap small cap à, đấy là cái sự dịch chuyển cái sự cân đối về tỷ trọng trong thời gian tới trong ngắn hạn tới dài hạn hơn thì à, chúng ta sẽ xem xét trong cái chủ đề của ngày hôm nay đó là à, những kỳ vọng cho năm tới những rủi ro những sự đột phá chúng ta xem xét từng yếu tố này thứ nhất đó là gói kích thích à, gói kích thích nền kinh tế gọi là, chương trình, gọi là chương trình hỗ trợ và ngân sách ước tính thì đối với cái ngân sách ước tính cho đầu tư công chúng ta thấy rằng là ngân sách ước tính rơi vào khoảng cỡ 220.000 tỷ. À, trong đó kế hoạch thì bao gồm là chuẩn bị giải phóng mặt bằng, sau đó thì mới tập trung thực hiện vào khoảng cỡ nửa cuối 2022. À, thì đến thời điểm hiện tại sau khi mà chúng ta có những thông tin có có những thông tin về gói hỗ trợ nền kinh tế này rồi thì nhóm đầu tiên có sự phản ứng thì đó là nhóm bất động sản tại vì đơn giản là giá đất sẽ phản ứng ngay lập tức khi khi chúng ta có những kế hoạch về chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Và cùng với đó có những thông tin liên quan đến sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam thì đây sẽ là những uh, những cái đột phá về mặt chính sách nhưng về cổ phiếu thì lại phản ứng rồi Đây là một điểm mà mình thấy rằng là nó có thể là kỳ vọng nhưng bởi cái sự kỳ vọng này uh, nó đã phản ứng rất là nhiều trên thị trường rồi đã chiết khấu rất là nhiều vào thị trường rồi uh, do đó cơ hội cơ hội của thị trường thì có thể chúng ta sẽ nhắm đến những cổ phiếu uh, mà bị điều chỉnh mặc dù doanh nghiệp có thể là có thể hoạt động vẫn tốt, chẳng hạn như nhóm thép thì đây là một tầm nhìn cho 2022, không phải tầm nhìn ngắn hạn và vì vậy cho nên chẳng hạn như những cổ phiếu như Hoa Sen, như Hòa Phát, mặc dù rằng chúng ta bị treo rất rất nhiều lần rồi, rất nhiều trên các mạng xã hội vân vân thì có những có những bài báo có có những sự kêu ca than vãn tại đây, nhưng đối với nhóm thép thì đơn giản đấy là doanh nghiệp vẫn hoạt động và cũng không phải là quá À, tối thiểu tại đây là chúng ta vẫn có được sự kỳ vọng về đầu tư công, à, về về những kế hoạch tập trung thực hiện cho khoảng cỡ nửa cuối 2022. À, và với hòa phát thì đó sẽ là những, những những cái phần rất là lớn liên quan đến đầu tư công. À, do đó thì đối với hòa phát, đơn giản là chúng ta sẽ có một cái tối thiểu tại đây mình cho rằng sẽ là sự quan sát về khả năng tạo đáy việc mà cổ phiếu nằm phía dưới đường trung bình 200 ngày thì đơn giản đấy là chúng ta sẽ không có một cái điểm mua về mặt ngắn hạn. À, nhưng cái sự phản ứng xung quanh những vùng hỗ trợ có thể là vùng giá bắt đầu kể từ 40 cho đến 45 sẽ là những dữ kiện quan trọng cho nhà tư trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta quan sát cái cũng như là đo lường cái tỷ lệ tạo đáy. À, cá nhân mình cho rằng là ngắn hạn khả năng là hòa phát vẫn sẽ vẫn sẽ mất rất là nhiều thời gian. Ta thấy rằng là dòng tiền trao cơ hội cho hòa phát nhiều lần. Chứ không phải không đâu. À, chúng ta thấy rằng là có những thời điểm À, tưởng chừng như cổ phiếu tạo ra được phân kỳ dương vân vân nhưng sau đó thì đến trong uh, một phiên hồi phục chỉ riêng ngay phiên hồi phục đó chúng ta nhìn thấy được một điểm đó là khả năng cao hòa phát sẽ mất thời gian rồi ví dụ như là vào phiên của ngày 24 tháng 12 hay phiên của ngày 14 tháng 12 mặc dù rằng dòng tiền tham gia nhưng ngay từ bắt đầu từ phiên đó đã xuất hiện cái lực bán ra rồi và đây là một cái biểu hiện cho thấy rằng lực chờ bán phía trên vẫn còn những đó sẽ là sẽ là cơ hội trong một tầm nhìn 2022 đúng không ạ? Nếu như mà giá cứ đua như kiểu dạng uh, DGCI chẳng hạn thì uh, có lẽ rất khó để cho chúng ta có được một cơ hội trong việc là đầu tư dài hạn. Thì uh, đó là liên quan đến uh, cái lỗi đó mới là một cái ý nhỏ trong uh, cái sự kỳ vọng thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có sự kỳ vọng về dịch chuyển thị trường quốc tế, dịch chuyển uh, dịch chuyển về hàng không ấy. À, thứ ba là liên quan đến nhu cầu trong nước hồi phục trở lại thì nhu cầu có thể là bán lẻ nhu cầu về sản xuất à, tiếp theo nữa là về rủi ro rủi ro chúng ta sẽ có rủi ro về thông tin dịch bệnh rồi là các biện pháp hỗ trợ bị có thể bị trì hoãn thì đến thời điểm hiện tại có lẽ chúng ta cũng sẽ bị cái vướng về nỗi lo về lạm phát đơn giản đấy là thị trường Việt Nam chúng ta đang bị à, lệch chu kỳ trong khi à, thị trường nước ngoài đã hỗ trợ thời gian dài và khiến cho giá à, khiến cho giá mặt bằng chung về giá hàng hóa giá nguyên vật liệu ở mức rất là cao rồi và mặc dù rằng Việt Nam chúng ta có một phần tách rời, chúng ta mới đang trong một cái chu kỳ như thế này thôi. nhưng cái sự ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đến thị trường Việt Nam nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Cụ thể tại đây chúng ta nhìn rất rõ đó là giá xăng dầu, giá dầu thô ảnh hưởng đến giá xăng dầu ngay lập tức trực tiếp đến thị trường Việt Nam và khiến cho giá cả chúng ta có thể tăng có có thể gia tăng trong năm 2022 thì áp lực về lạm phát trong năm sau rõ ràng là vẫn còn. với cái áp lực lạm phát như vậy thì cái gói hỗ trợ trong thời gian tới sẽ là một cái sự cân đối không hề nhỏ. Ờ, trong khi ví dụ như thị trường Trung Quốc hiện tại thì thậm chí còn đang đang gần chạm đáy nơi rồi thì Việt Nam thì chúng ta vẫn đang ở chu kỳ hơi bị nửa tức là vẫn cần sự hỗ trợ nhưng lại 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 bị cái vấn đề đó là ngại lạm phát thì đó là một cái vấn đề tương đối là nó giải trong thời gian tới và cũng sẽ là một cái rủi ro cuối cùng đó liên quan đến theo ý mình không phải là rủi ro cuối cùng nhưng cái rủi ro tương đối là hiện hữu tại tại tại, tại thời điểm hiện tại thì đó là cái dòng tiền khối ngoại đang có sự là rút dòng ra À, về cái sự đột phá trong năm sau chúng ta nhìn thấy được rằng cái sự đột phá có thể là liên quan đến t0 liên quan đến nvidia liên quan đến các dự án đầu đầu tư công được xác nhận và cuối cùng là nâng hạng. cái đầu tiên đó là gói kích thích thì mình có đề cập đến rồi đúng không ạ? Chúng ta có gói kích thích đầu tư công là 220 000 tỷ. À, về cái phần thứ hai có tỷ trọng cao hơn à, đó là cái gói phục hồi doanh nghiệp chiếm đến 500 000 tỷ mà bao gồm tại đa số chủ yếu tại đây thì đó là giảm thuế giá trị gia tăng à, và còn một cái điểm nữa đó là chuyển đổi số chuyển đổi số của Việt Nam thì khả năng rất là cao sẽ động đến FPT đây là một cái điểm mà mình thấy rằng cũng uh, cũng rất là khó hiểu tại sao cổ phiếu FPT lại có sự suy uh, yếu như vậy à, tuy nhiên đơn giản thôi nếu có sự điều chỉnh uh, thì chúng ta có thể cân nhắc là xem tìm kiếm những cái điểm tối thiểu là sự ổn định giá uh, hoặc là Cược ở xung quanh những vùng hỗ trợ tại vì đơn giản đây cũng là một trong những cổ phiếu có được mức biến động giá tương đối thấp à, về một cú pung bách thì mình có thể sử dụng Fibo, sau đó thì vùng giá hỗ trợ tại đây thì có thể là vùng khoảng 89 cho đến 92. hai à, cược tại vùng giá này, quả trị do ở xung quanh cái đường MA, MA 200 ngày, phía dưới ngay phía dưới đường MA 200 ngày thì có thể là vùng khoảng 86. sáu à, thì đây sẽ là một à, doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi trong một chu kỳ uh, chuyển đổi số thời gian tới cũng như là với cái chính sách đó là chính sách về bình thường mới thì uh, cái việc mà làm việc tự xa là một điều khó tránh khỏi rồi các doanh nghiệp thời gian gần đây cũng uh, thuê fpt và cũng như là công, các công ty công nghệ trong việc là thực hiện chuyển đổi số đó là một cái xu hướng tất yếu trong dịch bệnh uh, còn lại cái phần về giảm thuế giá trị gia tăng thì uh, dĩ nhiên nó sẽ uh, có tác động tích cực đến toàn bộ toàn bộ thị trường việt nam rồi Yếu tố thích cực thứ hai là liên quan đến dịch chuyển quốc tế trở lại thì cái điểm này chúng ta cũng đã đề cập đến. Nói chung thì trong tháng 10 trong quý 4 thực ra trong tháng 12 năm nay dĩ nhiên là chưa có sự cải thiện nhiều rồi chúng ta mới bắt đầu đón khách du lịch có thể trở lại và không bị cách ly. Đến quý 1, quý 2 năm sau thì trong năm sau mình sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Và đến tận giai đoạn thứ ba thì mới bắt đầu bắt đầu gọi là mở cửa hoàn toàn 100% về cái về cái sự dịch chuyển di chuyển quốc tế, nghĩa là lên đến quý 3 năm sau và cùng với đó thì những doanh nghiệp hàng không hàng đầu của Việt Nam ví dụ như là HVN khả năng cao sẽ tiếp tục lỗ và và tối thiểu tại đây là cái sự hồi phục về lợi nhuận nó sẽ không đáng kể trong khi đó thì những doanh nghiệp khác ví dụ như ACV thì sẽ có được cái sự hồi phục đáng kể hơn thì đối với ACV chúng ta cũng đã quan sát được cái sự cải thiện cải thiện về về giá xung quanh khu vực hỗ trợ rồi trong ngày hôm nay Uh, thanh khoản không quá ấn tượng nhưng mình cũng nhìn và thấy rằng là cũng có khả năng sẽ tạo ra được một cái nền ổn định tại đây đua ngay tại ngay tại vùng giá hiện tại thì mình không uh, có thể không yên tâm lắm Nhưng trong những phiên điều chỉnh uh, với một cái mức quả trị do đấy là vùng giá khoảng 78 thì uh, đối với ACv cũng là một cổ phiếu có thể đáng quan tâm được uh, về mặt ngắn hạn về dài hạn thì chúng ta có thể chúng ta sẽ chờ thêm trong thời gian tới uh, những cái phản ứng ở xung quanh vùng FIBO 61.8, vùng 38.2%. Để xem xét xem là cổ phiếu sẽ có những khu vực, những xu hướng sắp tới như thế nào. Trong trường hợp nếu như vượt hẳn được lên trên vùng giá 92, thì cái xu hướng dài hạn mới có thể được bắt đầu. Thế thì đấy là đối với cái xu hướng về dịch chuyển quốc tế trở lại, cái cơ hội cuối cùng đó là liên quan đến tiêu dùng trong nước hồi phục. Thì cái điều này rất là rõ ràng. Trong tháng 11, trong tháng 12, sau khi mở cửa trở lại, thì đó là cái xu hướng tiêu dùng, à, gọi là tiêu dùng trả thù. Trong đó thì khi mà người dân Việt Nam chúng ta bị giãn cách một khoảng thời gian dài chúng ta cũng chán cũng muốn tiêu xài cùng với đó thì những cái việc những những cái khoản tiêu vặt thời gian trước ví dụ như là ăn uống vân vân thì bị hạn chế và và khiến cho vô tình khiến cho nhà đầu tư chúng ta xin lỗi không phải nhà đầu tư mà khiến cho dân chúng chúng ta cũng có được một khoản dư thừa ra đặc biệt là đối với đối với những anh chị em mà chúng ta không bị ảnh hưởng về mặt công việc À, thì uh, do đó cái sự tiêu dùng trong tháng 11 trong tháng 12 có sự trở lại. P&J cũng thế đấy. cũng uh, có được cái xu hướng đó là bắt đầu được tiêu dùng trở lại nhờ đám cưới quay trở lại. V. V. Thì đó sẽ là những những cái xu hướng được tiêu dùng trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ có được cái sự uh, tiếp nối trong năm 2022. Uh, đối với những doanh nghiệp về bán lẻ thì uh, chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều lần rồi, mình có MWG, mình có Masan. Uh, sau đó sẽ là những doanh nghiệp thuộc ngành có thể là ngành dược chẳng hạn, dược khẩu giang Uh, chúng ta thấy rằng ràng thì uh, kỹ thuật ngắn hạn đây hơi bị xấu rồi. Chúng ta thấy rằng là giá tăng gấp rưỡi trong vòng một vài tuần, sau đó thì uh, rơi từ một trăm bốn mươi xuống 113 trăm ba. Đây không phải là uh, một cái trạng thái mà nhà đầu tư chúng ta có thể giao dịch được ngay về mặt ngắn hạn. Tuy nhiên uh, dài hạn cũng sẽ là một cái nhóm ngành đáng chú ý. Tương tự như vậy là IMP. Đối với nhóm dược thì vấn đề là như này, thanh khoản quá thấp. Uh, và những cổ phiếu cái dạng như FRT thì giá nó lại quá cao rồi đã quá cao và gần như là vượt hoàn toàn tất cả những sự kỳ vọng của các công ty chứng khoán những sự định giá của công ty chứng khoán như ví dụ như là IC vượt qua đến như cũng phải cỡ 30 40 trăm rồi vượt qua những dự báo của VCSC của bản Việt một vài doanh nghiệp khác thuộc nhóm ngành tiêu dùng hàng tiêu dùng ví dụ như PNG, chúng ta đã xem xét về mặt kỹ thuật thì sao thì đối với PNG cũng là một trong những cổ phiếu mà mình thấy rằng là giao dịch tương đối là khó chịu tuy nhiên nếu trong trường hợp có sự điều chỉnh và thời gian gần đây đúng là điều chỉnh thật Thì PNJ có khả năng sẽ uh, Sẽ là một cơ hội cho thời gian tới Đối với PNJ hiện tại cũng đang tiệm cận trở lại đường Đấy là đường trung bình 50, ngày, 50 tuần uh, Có một cái vấn đề đối với PNJ Nghĩa là hiện tại thì giá cổ phiếu Thực ra cổ phiếu thì đang nằm trong rổ VN30 Index uh, Đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mình chạy Dữ liệu uh, Vào khoảng cỡ giữa tháng Giữa tháng 12 tầm đâu đó Và khoảng cỡ đầu tháng 12 gì đó uh, Mùng 8 hay mùng 15 gì đấy Thì khi mà mình nhìn À, thì thấy được rằng đó là khả năng là nếu như P&J mà tiếp tục giảm giá thì có khả năng sẽ bị loại ra khỏi rổ VN30 Index và thay thế vào đó là cổ phiếu VIB. À, thì từ đó đến nay thì đúng là P&J lại tiếp tục điều chỉnh nữa thật thì có thể sẽ là một cái cơ hội cho nhà đầu tư trong trường hợp nếu thời gian tới mà bị loại khỏi rổ VN30 Index thì đó là cơ hội để chúng ta xem xét uh, uh, giá chiết khấu để có thể tham gia được. Về mặt định giá thì cũng có có thể tạm thời có thể là yên tâm đối với P&J. À, chúng ta nhìn thấy được rằng là cổ phiếu đang có một định giá rất là cao đối với 2C định giá là 120.000 với khuyến nghị đó là tăng tỷ trọng. Các cổ phiếu khác như là sợi thế kỷ như là TCM thì TCM có một báo cáo 2C đưa ra uh, một cách rất là đanh thép đó là bán ra. Bán ra với cái định giá là 30.000 so với thị giá hiện tại là 66.000 Thì STK lại là một cổ phiếu có được dư địa tăng nhưng thanh khoản ở mức thấp, cái biến động giá hiện tại cũng cũng uh, gần như là rất khó để có thể giao dịch ngắn hạn về mặt dài hạn thì cũng không có gì để bàn về cái xu hướng hiện tại của của của, của stk cả à, nhưng về mặt ngắn hạn thì ta chưa có điểm mua à, thế thì đó là đối với cái xu hướng gọi là nhu cầu hồi phục trong nước à, tiếp theo chúng ta xem xét liên quan đến về mặt à, rủi ro trong đó thì những thông tin về dịch bệnh thì biện pháp lan tỏa thì mình cũng đã đề cập đến những yếu tố này rồi đúng không? chúng ta có được một cái tỷ lệ rất tốt về mặt tiêm chủng chúng ta có chính sách mới do đó cái uh, biện pháp về mặt gọi là giãn cách hoàn toàn xã hội thì khả năng cao là trong thời gian tới sẽ khó tuy nhiên chúng ta sẽ hạn chế nhất có thể hạn chế bằng việc là cách ly nhập cảnh bằng việc là um, giãn cách hoặc là xếp hạng khu vực hoặc đơn giản đó là giãn cách từng từng bộ phận thôi chứ không thể nào mà chúng ta sẽ giãn cách hoàn toàn xã hội được uh, do đó tạm thời cái rủi ro này có thể uh, có thể bỏ qua À, thế thì rủi ro thứ hai liên quan đến các biện pháp hỗ trợ có thể bị trì hoãn Trong đó thì à, về mặt lạm phát liệu có đáng lo ngại hay không Thì à, trong năm nay, trong 2021 thì ngày hôm qua chúng ta có những thông tin về mặt GDP, thông tin về CPI rồi Thì à, lạm phát của Việt Nam trong 2021 chỉ ở ngưỡng đấy là 1,84% à, thôi Nghĩa là mức rất thấp, thấp hơn đến rất nhiều so, so với cách đây vài năm à, Nhưng áp lực cho 2022 là có, đây là cái trích đoạn của tổng cục thống kê luôn đấy, tức là uh, theo họ thì áp lực lạm phát trong năm 2022 là rất lớn, tại vì đơn giản đây là nền kinh tế Việt Nam mà chúng ta có được sự hội nhập. Uh, nếu như chỉ cục bộ ở trong thị trường Việt Nam thôi thì có thể áp lực lạm phát không quá cao, tuy nhiên giá cả hàng hóa của thế giới ở mức rất là cao rồi. Ví dụ như tại đây chúng ta có một cái chỉ số đó là chỉ số Bloomberg trong đó đo lường cái cái giá cả hàng hóa nói chung thì mình nhìn thấy rằng là cái chỉ số giá hàng hóa cũng đã có thể coi như là chạm được đến mức đỉnh 5 năm trở lại đây rồi và chúng ta vẫn đang ở khu vực đỉnh về siêu chu kỳ hàng hóa. Thì trong thời gian ngắn vừa qua thì có những cổ phiếu được hưởng lợi, tuy nhiên thời gian sắp tới thì cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và cùng với đó sẽ là cái áp lực lạm phát đối với Việt Nam thì điều này có lẽ chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới thôi, cái rủi ro này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. À, rủi ro thứ ba là liên quan đến về cái dòng tiền khối ngoại rút dòng. Thì à, tính đến tính đến tháng 11 tháng 12 vừa qua thì kể từ năm 2017 trở lại đây thì khối ngoại họ mua dòng khoảng 3 tỷ USD đến mà xin lỗi 2019 đến 2021 nghĩa là chỉ trong 2 năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cũng đã uh, ngay lập tức là bán lại hoàn toàn tất cả những cái giá trị mà họ đã mua dòng trở lại nghĩa là đối với khối ngoại thì họ gần như là mạnh tay chốt lời trong một cái giai đoạn mà thị trường Việt Nam chúng ta tăng trưởng. Uh, do đó đối với cái rủi ro này khả năng cao trong thời gian tới vẫn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại thôi. Uh, dĩ nhiên uh, những cái phát biểu rằng là uh, cái sự vận động của thị trường Việt Nam Hoàn toàn nằm trong tay của nhà đầu tư cá nhân Thì uh, rất nhiều tin khoán thậm chí đang lặp lại rồi Cái điểm này chúng ta cũng đã nói rất là nhiều lần rồi Ví dụ SSI trong uh, bài báo gần nhất thì cũng nói liên quan đến vấn đề về dòng tiền khối ngoại này uh, Tuy nhiên nếu như khối ngoại mua dòng thì tốt hơn thì quan điểm mình là như thế thôi Đơn giản là khối ngoại mua dòng và tốt hơn thì Thay vì việc là họ liên tục họ bán ra như thế này Mà trong khi đối với cái chu kỳ của thị trường Việt Nam thì chúng ta đang dần bước vào cái giai đoạn có khả năng thắt chặt hơn rồi trong ngày hôm qua thì với những phát biểu của của ngân hàng nhà nước chúng ta thấy rằng là có được cái sự hạn chế của dòng tiền chảy sang các nhóm ví dụ như là bất động sản ví dụ như là trái phiếu và chứng khoán thì trong trường hợp nếu như đã tăng trong thời gian tới mà có một sự nhận định rằng là quá nóng thì khả năng là dòng tiền của dòng tiền chảy sang chứng khoán sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều và sẽ khiến cho nhà đầu tư chúng ta nhận ra được cái áp lực của nhà, của của khối ngoại bán dòng khối ngoại nó sẽ nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều cũng có những cái biện pháp để giải quyết vấn đề này thì mình nhìn thấy đó là những sản phẩm ví dụ như Nvidia tí nữa mình sẽ nói tiếp vấn đề cuối cùng cái rủi ro cuối cùng tại đây thì chúng ta cũng có thể nhắc đến đó liên quan đến góc độ về mặt lên thị trường thì như chúng ta cũng đã đề cập đến rồi thì cái chu kỳ của uh, chu kỳ về mặt chính sách điều hành của Việt Nam với của thế giới đang bị lệch pha do đó Việt Nam mình thì vẫn kỳ vọng trong năm tới nhưng đối với thị trường quốc tế thì có thể sẽ là một cái năm có mức biến động rất là cao trong năm nay đã là năm tăng trưởng trên 10% liên tiếp của thị trường toàn bộ thị trường quốc tế rồi trong khi đó thì những sự kỳ vọng Cho năm tới chúng ta thấy rằng là bắt đầu có những sự phân hóa mặc dù năm như năm vừa rồi thì mình nhìn thấy được rằng là đại đa số các công ty chứng khoán các ngân hàng đầu tư của Mỹ thì đều nhận định rằng S&P sẽ có được sự tăng trưởng thì năm nay bắt đầu sự phân hóa rồi ví dụ mình nhìn thấy tại đây như là Uh, Morgan Stanley chẳng hạn, hay là BofA đã có được cái sự nhận định rằng S&P có khả năng sẽ điều chỉnh trong năm 2022 và cái sự điều chỉnh này, rốt cuộc thì vẫn xuất phát từ những lo ngại về lạm phát thôi, những uh, lo ngại về chính sách trong việc là kiềm chế lạm phát. Cuối cùng là những đột phá tại đây, T không thì anh chị chúng ta cũng đã ngay đến rất là nhiều lần rồi đúng không? Chúng ta đã có chế tài rồi, quan trọng tại đây đó là hệ thống có được. Uh, chân chu hay không đối với các quan điểm gần nhất các lãnh đạo thì chúng ta thấy rằng là hệ thống mới của của KRX là hệ thống được sở giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc trang bị và đầu tư cho xin lỗi không phải đầu tư chúng ta đầu tư nhưng họ tư vấn vận hành thì nếu trong thời gian tới mà cụ thể tại đây đối với đại diện của sàn hồ đưa ra thì sẽ bắt đầu vận hành từ đầu năm 2022 thì chúng ta sẽ có được sự hiện thực hóa trong việc giao dịch t0 với t0 thì dĩ nhiên sẽ À, trong giai đoạn đầu thì sẽ hơi loạn sẽ sẽ hơi loạn nhưng sau đó cái hiệu quả à, thiết thực nhất thì đó là liên quan đến các công ty chứng khoán à, mà cụ thể tại đây sẽ tăng thanh khoản của thị trường và sẽ đẩy cái nguồn doanh thu cái nguồn lợi nhuận dành cho các công ty chứng khoán à, và trong ngày hôm nay thì mình cũng nhìn thấy được rằng đó là cái sự tăng trưởng trở lại của các công ty chứng khoán dĩ nhiên về cái chu kỳ giá chu kỳ và cũng như là cái nền giá hiện tại thì nó không phải là một cái nền giá hấp dẫn à, đối với nhóm chứng khoán nữa trong trường hợp trong thời gian tới có những pha à, điều chỉnh giá chiết khấu sâu hơn chẳng hạn thì đó sẽ là những cái khu vực giá mà nhà đầu tư chúng ta có thể quan tâm đến về việc mua đuổi tại nền hiện tại thì quan điểm của mình là chúng ta vẫn khó để nắm giữ dài hạn hoặc chỉ nên nắm với mức tỷ trọng nhỏ mà thôi ờ, nhưng trong thời gian tới cái sự kỳ vọng về nhóm ngành chứng khoán nó vẫn còn và khả năng rất là cao nếu như có những cú điều chỉnh của thị trường sau cái chu kỳ sau sau những pha tăng nóng như này, như thế này chẳng hạn như ví dụ như là sau khi VNX Index vượt lên trên vùng 1.500 điểm và tạo ra những pha hưng phấn sau đó điều chỉnh ấy, thì những, sau những pha điều chỉnh đó nói có vẻ hơi xa nhưng quan điểm của mình là trong những phiên điều chỉnh kiểu dạng như vậy thì khả năng rất là cao nhóm chứng khoán sẽ là nhóm cổ phiếu có sự hồi phục tốt tại vì đơn giản là chúng ta vẫn có rất nhiều, nhiều sự, sự kỳ vọng trong thời gian tới và cũng như là nó không bị những sự cản trở như cản trở cản trở về mặt chính sách như kiểu là nhóm cổ phiếu ngân hàng và cuối cùng đó là cái vốn hóa nhỏ hơn thì nó cũng sẽ khiến cho uh, một cái dòng tiền có giới hạn uh, dần như thị trường việt nam chúng ta đẩy những cổ phiếu kiểu dạng như vậy nó dễ dàng hơn rất là nhiều Khoán sẽ là nhóm cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ T0 tiếp theo nữa chúng ta sẽ có những sản phẩm giải quyết được vấn đề về khối ngoại như chúng ta đề cập đến thì khối ngoại tại sao mà họ sốt lời tại thị trường tại thị trường Việt Nam thì cũng có nhiều vấn đề. Ở à, trong đó thì với khối ngoại việc mà họ muốn mua và đầu tư tại, tại thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng có những sự cản trở rất là nhiều những cổ phiếu tốt như là MBB như là Techcombank thì đều bị headroom room rồi thì có muốn đẩy giá cổ phiếu lên lên muốn có trả cổ phiếu trở lại đúng giá trị thật của nó thì cũng rất là khó. À, tuy nhiên nếu chúng ta có được sự triển khai của Nvidia thì tại đây thì Nvidia nó là uh, chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết thì nó không phải là một sản phẩm quá là phổ biến nhưng triển khai rất là thành công tại những thị trường như là thị trường Thái Lan à, và hiện tại thì luật cũng đã mở đường rồi. Có điều rằng hệ thống của chúng ta như thế nào thôi thì cũng sẽ chờ hệ thống của cái, cái hệ thống của Hàn Quốc và cuối cùng sẽ là những sự đột phá liên quan đến những dự án đầu tư công được xác nhận. Thực ra thì cũng đã xác nhận rồi về sân bay Long Thành sẽ được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói rằng đó là sân bay Long Thành phải hoạt động năm 2025. sau đó thì cao tốc Bắc Nam cũng đã đang dần được thực hiện rồi. Và cuối cùng yếu tố cuối cùng là liên quan đến sự đột phá về mặt nâng hạng. Thì liệu đây có phải là một điều chúng ta kỳ vọng hay không? Uh, thứ nhất đó là cái xác suất trong việc là Việt Nam chúng ta nâng hạng trong năm tới vẫn còn tương đối là mù mờ cái điểm thứ hai khi mà chúng ta xem xét những thị trường được nâng hạng thì đều thấy rằng đó là cũng không, không hẳn là một tín hiệu tốt và thậm chí khi bắt đầu nâng hạng rồi thì có thể đang dần đến cái chu kỳ đỉnh của các thị trường này rồi uh, chúng ta nhìn thấy rằng đồng rupee Pakistan thì sau khi nâng hạng xong thì mất giá rất là nhanh chóng tương tự như vậy đó là đồng peso của Argentina Uh, thì đây sẽ là những cái ví dụ trong việc nhà đầu tư chúng ta có thể không kỳ vọng quá nhiều liên quan đến vấn đề nâng hạng Và nếu có được nâng hạng thì cũng không phải là điều tốt Thì uh, nói chung đấy sẽ là những quan điểm của mình trong việc cái kỳ vọng trong năm 2022 nó là gì uh, Để uh, nói thì còn rất nhiều vấn đề khác Nhưng đây sẽ là những cái tổng kết mà mình thấy rằng là có thể đáng chú ý cho năm sau uh, Còn lại một phiên dịch nữa thôi Thì uh, có lẽ đây cũng sẽ là cái buổi livestream về nhận định thị trường cuối cùng của Finanshark trong năm 2021 Thì uh, chúc anh chị có một uh, cái Tết Dương đầm ấm cùng với gia đình và cũng như là có những phiên dịch cuối năm và cũng như là đầu năm sau là thành công. Uh, nếu anh chị chúng ta muốn tham gia vào các room của Finasch thì mình có thể vào trang finasch.vn, uh, sau đó chúng ta vào phần quản trị và kéo xuống phía dưới cùng tại đây thì mình sẽ có những admin mình là đạt trương, và ông châu phạm ông huy bùi và ông phát lê ấn phần gửi thông tin thì uh, sau đó thì phía finasch sẽ liên hệ để chúng ta vào các room của Uh, chúng ta sẽ nhận tín hiệu nhận những tư vấn đầu phiên những uh, nhận định những dự báo của các chuyên gia của chúng ta uh, và cùng với đó sẽ là những cơ hội đầu tư mà mình thấy rằng là sẽ rõ ràng và trực tiếp uh, thế rồi xin chào và hẹn gặp lại